Tổng thống Donald Trump đã đe dọa rằng đảng Cộng hòa sẽ tìm cách đóng cửa các mạng xã hội một ngày sau khi Trang Twitter lần đầu tiên dán nhãn đánh giá rằng hai dòng tweet của tổng thống cần phải được kiểm tra tính xác thực. Một trong hai dòng tweet này tuyên bố rằng là việc bầu cử bằng thư có tỷ lệ gian lận rất cao. Tổng thống Donald Trump trong dòng tweet không nhắc tên mạng xã hội cụ thể nào và nói rằng những người Cộng hòa cảm thấy các mạng xã hội đang bịt miệng các tiếng nói bảo thủ chúng ta sẽ quản lý chặt hay là thậm chí đóng cửa các mạng xã hội trước khi điều này xảy ra. Vài giờ sau đó, Tổng thống Donald Trump tiếp tục cơn giận dữ của mình, lần này chỉ trích đích danh Twitter và Tổng thống nói rằng mọi điều chúng ta nói về họ đều đúng và ông sẽ có hành động lớn tiếp theo. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã viết lên Twitter là ông phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cách làm này có thể dẫn tới nhiều hình thức gian lận như là đánh cắp thư, chữ ký giả, in giả lá phiếu. Bài đăng này của Tổng thống Trump đã bị Twitter gắn cảnh báo cần kiểm tra tính xác thực với đường dẫn tới một bài viết của CNN, hãng truyền thông, nhiều lần bị Tổng thống Donald Trump gọi là tin giả. Tổng thống Donald Trump gọi cảnh báo của Twitter là một hành động can thiệp vào bầu cử năm 2020 và đồng thời cáo buộc mạng xã hội này hoàn toàn cản trở tự do ngôn luận và cho biết không cho phép điều này xảy ra. Tổng thống Donald Trump lâu nay vẫn thường xuyên cáo buộc các mạng xã hội có thành kiến với các tiếng nói bảo thủ. Nhớ lại tháng 7 2019, trong một sự kiện tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump đã cáo buộc các mạng Facebook và Twitter đã bịt miệng những người ủng hộ ông. Trong những ngày qua, báo chí đã rầm rộ phản bác những ý kiến của Tổng thống Donald Trump về vấn đề sử dụng chất từ trùng để chữa trị corona. Nhưng lời nói của Tổng thống Trump hóa ra đó là sự thật, hoàn toàn có việc chiếu tia sáng và vạch máu để diệt virus. Công nghệ chiếu tia cực tím UBI đó là một liệu pháp y tế an toàn 100%, sử dụng tia UV như một loại kháng sinh tự nhiên để mà diệt virus. Ánh sáng được đưa vào dòng máu dưới dạng chất khử trùng, giúp làm sạch máu và diệt virus. Nó được gọi là chất khử trùng, không có nghĩa là nó giống như là thuốc tẩy hay là giấy lau chùi. Thật là buồn là các phương tiện truyền thông thiên tả đã xuyên tạc một cách quá lố. Một lần nữa đã tất cả những gì có thể vặn vẹo lời nói của Tổng thống để có lợi cho mục tiêu nghị sự của họ, thì đó chính là sự hủy diệt nước Hoa Kỳ. Thực chất, chiếu xạ tia tí cực tím UBI được sử dụng rộng rãi vào những năm 1940 và 1950 để điều trị nhiều bệnh bao gồm nhiễm trùng máu, viêm phổi, lao viêm khớp, hen xuyễn và thậm chí đó là viêm đa cơ. Các nghiên cứu ban đầu được thực hiện bởi một số bác sĩ ở Hoa Kỳ và được công bố trên tạp chí Phẫu thuật Hoa Kỳ. Tuy nhiên, với sự phát triển của kháng sinh, việc sử dụng UBI – đã giảm và hiện tại nó được gọi là phương pháp chữa bệnh mà thời gian đó đã quên đi. Các nghiên cứu sau này hầu hết thực hiện bởi các công nhân Nga và ở các nước phương Đông khác và quan điểm hiện đại ở các phương Tây là UBI vẫn còn gây tranh cãi. Nguồn tin của tác giả Tâm An gửi đến từ của Bộ Y tế Hoa Kỳ nói rằng tổng quan này thảo luận về tiềm năng của UBI như là một cách tiếp cận thay thế cho các phương pháp hiện tại được sử dụng để mà điều trị nhiễm trùng như là một liệu pháp điều chỉnh miễn dịch và là một phương pháp để mà bình thường hóa các thông số máu liều thấp và nhẹ của tế tí cực tím tiêu diệt vi sinh bằng cách làm hỏng DNA trong khi bất kỳ tổn thương DNA nào trong tế bào cũng có thể được sửa chữa nhanh chóng bằng các enzyme sửa chữa DNA tuy nhiên việc sử dụng UBI để mà điều trị nhiễm trùng máu không thể chỉ cho tiêu diệt vi khuẩn qua trung gian UV trong máu mà chỉ 5% cho đến 7% thể tích máu cần được điều trị bằng UV để mang lại lợi ích tối ưu và liều cao hơn có thể gây hại. Có một số điểm tương đồng với phương pháp quang ngoại bào ECP bằng cách sử dụng việc chiếu xạ UVA. Tuy nhiên có sự khác biệt giữa UBI và ECP ở chỗ UBI có xu hướng kích thích hệ thống miễn dịch, trong khi ECB có xu hướng ức chế miễn dịch. Với sự xuất hiện gần đây của vi khuẩn kháng tất cả các loại kháng sinh đã biết, UBI nên được nghiên cứu nhiều hơn như là một phương pháp thay thế cho nhiễm trùng và là một liệu pháp điều chỉnh miễn dịch. Như đã nói trong cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Đôi Trông ông đã gợi ý việc chiếu xạ tia cực tím hoặc là ánh sáng mạnh vô trong cơ thể để mà tiêu diệt coronavirus. Thay vì hồ hỏi với triển vọng điều trị này, thì nhiều lập luận lại tập trung vào việc cắt xén phát biểu của ông, đưa nó ra ngoài ngữ cảnh câu chuyện để mà xuyên tạc rằng trong đề xuất trích thuốc khử trùng để diệt coronavirus. Trên đài Fox News, ký giả John Roberts cũng đã cho thấy. Tổng thống Trump hoàn toàn có lý với ý tưởng chiếu xạ khi đưa tin một công ty ở Colorado đang nghiêm túc nghiên cứu đề tài này. Như mọi người biết đấy, khái niệm về việc làm một cách nào đó để đưa ánh sáng tia cực tím vô bên trong cơ thể, Tổng thống đã đúng. Trên thực tế, một công ty ở Colorado đã tuyên bố rằng họ đang nghiên cứu một thiết bị mới có thể gắn đèn LED phát ra tia cực tím vào ống thở của máy thở và bằng cách đó thì bạn có thể thấy được thực sự tấn công virus bên trong khí quản. Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn còn đang ở giai đoạn khởi đầu, nó chưa được thử nghiệm trên bệnh nhân, nhưng có thể là một cái gì đó để xem xét cho tương lai. Nghiên cứu tương tự cũng đang được tiến hành ở nhiều nơi, chẳng hạn như là phòng thí nghiệm của Đại học bang Colorado. Nhưng có lẽ những thông tin kiểu như thế này thì không mấy thu hút những người đang muốn nhắm vào Tổng thống Trump, những người đang cân nhắc việc uống thuốc khử trùng để chứng minh là Tổng thống sai. Người Mỹ có Việt chúng ta sống tại Mỹ chia sẻ một niềm vui mà trong những ngày qua rất nhiều người được nhận. Mỹ chia sẻ hôm nay tôi nhận được cái check của Trump Cặp già đạt tiêu chuẩn nhà neo đơn diện nghèo cho nên ông gọn là 2.400 đô la Mỹ. Nghe đồn là phải cuối tháng 5 thì check mới tới, không già thì ông Trump gửi nhanh như vậy. Cảm ơn Tổng thống. Ai mà không biết nói là tiền thuế của dân. Mà nè nếu ông Trump không đưa ra đề nghị hỗ trợ thì tiền là có tới tay người dân Mỹ trong lúc khốn khó này hay không? Cầm tờ trách trên tay mà lòng nghĩ lung tung từ chuyện thời ngay cho đến chuyện thời xưa. Từ chuyện ở xứ dễ hoài không chết cho đến chuyện ngàn lẻ một đêm ở xứ thiên đường. Nơi thì đến đâu thì nói đó. Trên đời này không có cái gì là tuyệt đối. Có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn. Những người nhận tiền như tôi khỏi nói cũng biết là vui rạo rực luôn. Và những người giàu có lương hơn 100 ngàn trên một năm. Nghĩa là hai vợ chồng rinh về nhà khơi khơi cũng hơn 200 ngàn trên một năm. Họ có buồn có tuổi thân hay không? Thực sự là không nghĩ là họ buồn hay là họ cảm thấy bất công. Bởi vì họ thực sự khá giả, không cần tiền cứu đói. Nó cũng tương tự như là việc từ thiện kiểu mì ăn liền ở Sài Gòn. Thực sự là thấy thường có hai câu ngắn gọn được viết trên một tấm bảng. Nếu bạn cần thì lấy một phần, bạn không cần xin nhường cho người khác đang cần. Một câu viết rất bình dị chân tình, đậm nét nhân nghĩa của người Sài Gòn mà ai đọc cũng cảm thấy ấm lòng. Thực sự là tin rằng những người không thò tay lấy một phần quà, một ổ bánh mì, một vài ký gạo thì họ sẽ không bao giờ thấy tủi thân, thấy bất công này nọ. Và ngược lại họ còn có cảm giác là chính mình cũng có phần tham gia vào việc từ thiện bằng cách không lấy. Không lấy để cho người khác cần hơn mình lấy. Cũng là từ thiện, là thiện tâm, là bác ái là có nhân cách rồi Ở Mỹ thì cũng vậy thôi Họ không phân bì Không thấy mình bị lãng quên Bị đối xử bất công Thực sự có rất nhiều người đồng hương Mỹ có Việt chúng ta Có nhiều người cũng không nhận được tiền Nhưng chưa hề thấy ai Đã lên tiếng than vãn phàn nàn gì cả Thực sự là những người đó thì Họ cũng có điều kiện kinh tế Và thực sự cụ thể Đó là những người con của tôi chúng vui vẻ dường cho người khác đang cần hơn và đó là chuyện từ thiện ngược lại chúng còn đấu tranh cho những người nên nhận được sự trợ giúp thế thì họ là ai đó là giới y khoa tất cả các bác sĩ y tá và nói chung những người đang trực tiếp đương đầu với những khó khăn để giành lại sinh mạng cho người khác họ rất đáng được quan tâm đáng nhận tiền bất kể lương của họ cao cỡ nào họ là những người trực tiếp đem sinh mạng của mình ra để mà đánh cuộc với sinh mạng của người khác để bảo vệ cho sự sống của người khác. Dĩ nhiên là 1.200 đô la Mỹ cho một người chẳng là gì so với mức lương cao ngất trời của họ. Với món tiền mọn này không phải là trợ giúp mà là một món quà của sự quan tâm, của lòng biết ơn đối với họ. Đáng lắm, cũng nên làm lắm chứ, sao lại quên họ, loại họ ra khỏi danh sách. Những người kinh doanh nhỏ, họ cũng phải đóng cửa tiệm hơn 2 tháng tiền rent cũng phải trả mà không có một đồng thu nhập thì chuyện trước mắt đó là cả nhà treo mỏ, chuyện sập tiệm cũng khó tránh khỏi nếu vẫn phải đóng cửa tiếp và đóng cửa lâu dài. họ đang phải súng nhau biểu tình đòi xả cạn ở nhiều tiểu bang đó là chuyện dễ hiểu mà thôi. thực sự nhớ lại thời gian còn kinh doanh tiệm furniture tiền mướn chỗ thôi cũng đã tròn trèm 10.000 đô la mỹ một tháng rồi 10.000 đô không phải là nhỏ đâu đóng cửa liền 2-3 tháng tiền đâu mà trả tiền thuê. Chủ building họ cũng cần tiền để mà sống, tiền trả ngân hàng hàng tháng, tiền bảo hiểm, tiền bảo trì, tiền mướn security. Nếu là họ miễn tiền thuê thì họ có thể miễn hay không, trăm lần hay không, và chắc chắn là không, bởi lẽ họ cũng chết chắc. Cầm một tấm check ở trên tay thì tôi lại nghĩ đến chuyện trợ cấp cho người cư trú bất hợp pháp ở California đang gây ra nhiều tranh cãi cũng như là thư kiện. California dành 120 triệu Mỹ Kim để mà giúp cho di dân lậu. Trong số 125 triệu có 75 triệu từ tiền thuế của dân và 50 triệu là tiền đóng góp từ bá tánh. Dự trù cho mỗi đầu người đó là 500 đô la Mỹ. Chính phủ liên bang đương nhiên loại di dân lậu ra khỏi danh sách trợ cấp. Nên nhớ rằng theo luật thì họ phải bị trục xuất vì họ nhập cư bất hợp pháp họ hoàn toàn không có một quyền lợi nào như là công dân Mỹ được. Lấy tiền thuế của dân để lo cho họ thì chắc chắn không ổn chút nào. Hiện là đã có 3 tổ chức nạp đơn kiện thống đốc Gavin Newsom, vụ chi 75 triệu này. Có một điều đặt câu hỏi lớn đó là họ là di dân lậu, không mảnh giấy lộn lưng. Vậy thì lập danh sách làm sao được? Chẳng lẽ ghi là ông cao, ông lùn, ông có râu, ông không râu, ông đầu chọc, ông tóc quan hay sao? và ai biết được tiền đó cho ai nói cho rõ thực sự là không hiểu rằng đảng dân chủ và dĩ nhiên không ủng hộ chuyện mở banh cửa biên giới để đón nhận nhập cư lậu tràn vào như là đi chợ dĩ nhiên lấy tiền thuế của dân của gia đình người dân để nuôi những di dân lậu là không ổn chút nào rồi nhưng chuyện nhân đạo mà đảng dân chủ đang làm thực sự cũng ủng hộ 50% hô hào quyên góp từ những tấm lòng từ thiện thay vì lấy tiền của thuế. Hiện đã có được 50 triệu, giờ vận động thêm ông thống đốc và chủ tịch Hạ viện Policy và các vị tai to mặt bự trong đảng Dân Chủ vì họ giàu vô kẻ vận động cả phe Cộng Hòa, vận động các chủ nhân nông trang nông trại, vận động hết. Mọi tầng lớp nhân dân kể cả những người neo đơn diện nghèo, dân lãnh welfare, lãnh tiền SSI thì con số 125 triệu chỉ là chuyện nhỏ. Khi làm từ thiện thì người ta quên đảng phái, quên chuyện chính trị một cách dễ dàng, đụng chi vào tiền thuế cho dân, để chi rồi lại kiện lên kiện xuống. Thực sự ủng hộ là bởi lẽ họ đã vận động tiền từ thiện để giúp cho người khó, chứ không lấy tiền thuế của dân để mà làm chuyện này. Có thể nói rằng kali có nền nông nghiệp rất hùng mạnh, những công việc bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, như cày bừa hái trái cây thu hoạch rau quả người bản xứ ngay cả người việt ở đây cũng không rớt tay tới bởi vì quá là cực khổ và lương rất là thấp chỉ có di dân lậu mới chấp nhận ôm hết những công việc này không có họ thì nho ai mà hái cho trái cây ai mà bẻ cho và rau làm gì mà có trên bàn cơm của nhiều gia đình thực sự trong sự khó khăn này thì mọi người bị cấm cung dài hạn người ở lậu đói là cái chắc và đói đầu tiên. Thực sự khi nhớ đến họ, giúp họ một chút cũng là một sự công bình, là điều tốt cũng nên làm là nhân đạo, là từ thiện, thực sự cũng nên ủng hộ. Khi cầm tấm trách trên tay, thì cũng lại nghĩ đến những người đang được lãnh tiền trợ cấp. Welfare SSI cũng nhận được tiền y như mọi người. Họ tuy nghèo nhưng chính phủ không nên gửi tiền cho họ. Thế thì tại sao vậy? Tại sao nghèo mà không giúp? Lý do đơn giản mà thôi, dù có dịch bệnh hay là không, thì hàng tháng chính phủ liên bang, tiểu bang cũng gửi tiền thẳng vào chương mục của họ. Họ đủ sống từ năm này sang năm khác nhờ những món tiền đó mà thôi. Dịch xảy ra, tiền vẫn chảy vào y như vậy. Tiền mua thực phẩm, tiền nhà, tiền xăng, tiền bảo hiểm xe, tất cả không những không tăng, ngược lại còn giảm. Thì thử hỏi là họ có bị ảnh hưởng gì trong cơn dịch mà phải trợ giúp họ nữa. Tiền giúp cho họ đáng lẽ nên dồn cho những người kinh doanh nhỏ, những người e cổ đóng thuế nuôi họ. Những người này bị ảnh hưởng nặng nhất và một cách trực tiếp nhất. Thôi thì thêm một nhóm người vui trong cơn đại dịch cũng tốt rồi. Thôi thì bớt nghe tiếng chửi một số cụ ăn không ngồi rồi cũng tốt. Thôi, chúng ta biết chẳng lẽ bên đảng Cộng Hòa mà không biết sao. Có lẽ cũng phải chiều lòng phe dân chủ bởi vì nếu mà bác bỏ đi chi phiếu này, chắc lẽ phải dân chủ sẽ không để yên đâu và còn làm lùm xùm lên nhiều chuyện nữa. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng